hồi trước á mười mấy hai chục năm trước thì mình còn thấy báo chí ở việt nam là coi như lên những cái loạt bài rúng động tố cáo cái chuyện mà xài cái 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 kêu lẫn gì đó xài cái phật môn ướp xác ba đình ướp vô bún phở rồi ba cái chất độc hại này nọ kia nó bùng lên được vài hôm rồi Trời ô mấy cái phóng sự đó ta nói là 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 là, là, là rần rần làm chấn động thị trường nhưng mà rồi sao <laughs> bùng lên rồi lại xẹp xuống thôi chứ có gì đâu bây giờ đồ ăn thức uống độc hại vẫn hoàng độc hại có sao đâu nè từ đó tới giờ nó bùng 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 thì đó ở cái xứ mình thì nhiều biến lắm mà biến nào nó bùng xong rồi nó cũng nó cũng tan vào mây khói nhanh gọn lẹ chứ không có cái sự bùng nổ nào mà nó trở thành một cái chấn động và nó có một cái dư chấn kéo dài để mà từ cái dư chấn đó mà có thể làm sụp đổ cái gì hay là làm thay đổi được cái gì khác. Hello anh Nguyễn Văn Phúc, cảm ơn anh đã ủng hộ chương trình. Đúng không? Ai cũng không biến hết trơn. Mỗi khi có biến là ở đâu cũng bùng nổ mà bùng lên một cái bùm cái xong cái nó xịt liền vậy đó. Không có dư chấn mà cũng không có không có tác động không có không có được một cái kết quả gì hết trơn từ đó đến bây giờ bao nhiêu vụ lễ tẻ những cái vụ phở bún bánh rồi gói phật môn hàng the rồi ai còn quan tâm nữa không có ai còn quan tâm nữa đâu và những cái xưởng làm bún phở phở sợi miếng rồi bánh gói nữa kia thì vẫn lại tiếp tục người ta ướp ông hồn sao thì uh, mấy ông mấy bà cũng ướp bún phở yên vậy <laughs> để bảo quản được lâu chứ mới chống đỡ được với thị trường tại sao đó, à, tại sao lâu lâu là một cái đợt kiểm tra xong rồi cho nó bùng lên một cái sự kiện ghê gớm làm chấn động cái 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 dư luận một thời gian rồi cái lại cho nó xẹp xuống rồi im ra rồi từ đó đến nay không có cái gì nữa hết là tại vì như thế này nè quý vị, tại vì cái chuyện mà dùng phọt môn hay là những cái chất độc hại để mà đầu độc cái cái thị trường thực phẩm năm nào cũng có ngày giờ nào cũng có thời nào cũng có nó luôn luôn tồn tại. Nó tồn tại nó song hành với nó song hành với lại cái sự sống còn của người tiêu dùng. Nhưng mà cái nhà cầm quyền này nó không quản. Nó không nó không quản lý, nó thả trôi thả nổi nó để mặc như vậy. Nhưng mà thể khi mà nó làm thành một cái biến to đùng rồi nó cho bùng ở trên các mặt báo để mà nó thu hút cái sự chú ý của bà con cô bác thì bà con cô bác phải hiểu rằng là để nó che lấp một cái sự kiện nào đó mà nó muốn che. Vậy thôi. Còn bây giờ nói thôi ăn bún khô đi cho nó lành. Không? Bún tươi thì độc hại hóa chất. Ăn bún khô cho nó lành. Sao quý vị biết được? Quý vị có chắc rằng là cái bún khô đó nó không có chất bảo quản không? Người ta cũng phải tẩy trắng rồi. Người ta cũng phải cho những cái chất để mà chống mối mọt vô à. <laughs> dạ cảm ơn anh Nguyễn Văn Phúc nha. <laughs> cảm ơn anh. Cái này là anh chị bị bệnh. <laughs> Trời ơi. Lần này bị cái dịch uh, ho này nó lâu quá. Trời quá đó. Mà người Việt Nam mình thì cái gì cũng ham trắng ấy quý vị ạ. Gạo trắng nước trong mà phải không? Mình thì lúc nào mình cũng ham trắng. Có nhiều người người ta nói chứ người mình á, thì ham trắng. Nhưng mà sự thật ra những cái người mà trong ruột, trong rà, mà người ta trong nghề thì người ta nói Làm gì mà có thể nào mà có cái sợi bún trắng như vậy? Ấy là mình làm á. Mình là cái người sản xuất, mình là cái người làm bún, có nghề làm bún gia truyền người ta cũng nói làm cái gì mà có cái cộng bún mà trắng như vậy được nếu mà không có xài chất uh, hóa chất cái chuyện mà làm trắng là phải dùng tới hóa chất tẩy trắng còn cái chuyện mà dùng cái phật môn mà ướp xác ba đình đó là để chống cái sự ôi thiêu thối rửa thì tôi nói nguyên một cái xác người mà nó còn ướp được nguyên lành như vậy thì ba cái cộng bún nó là cái gì đâu chứ còn nếu mà thật sự mà bún mà mình làm ra để mình ăn để qua một đêm là nó thiêu liền à. tại vì nó có chất cám và cái cọng bún nó không có mà trắng tươi trắng tinh như vậy đâu đừng có nghĩ rằng là bún mà nó lâu không có lên mốc rồi không có cái mùi thiêu là an toàn không bún sạch mới là cái bún mà làm mà để qua một ngày là bốc mùi là thiêu muốn ăn thì phải bỏ vào tủ lạnh xong rồi ăn thì đem ra trụng nước sôi rồi mới ăn mới bay cái mùi thiêu nó no. bún sạch là bún làm để qua một ngày là hư là thiêu vậy đó bây giờ có kiểm tra không không có xét nghiệm không có chứ thì các đoàn thanh tra kiểm tra người ta vẫn đi vẫn làm đó thầy bên quản lý thị trường người ta vẫn đi rần rần đấy thầy Bên kêu là cái sở vệ sinh an toàn thực phẩm Người ta vẫn đi kiểm tra rần rần đấy thầy Người ta đi kiểm tra Xong ra người ta có văn bản đồ đàng hoàng đấy thầy Ồ, Nhưng mà tôi nói quý vị nghe Bác Hồ là có thể làm mờ mọi loại hóa chất Thấy chưa? Bây giờ cho dù có đi kiểm tra thiệt Có ra văn bản đi chăng nữa Nhưng mà tôi nói một khi mà đưa ông Hồ ra một cái Là đều có thể làm mờ Làm bay mùi hóa chất hồ là cái này này bác bác vẫn cùng chúng cháu hành quân thôi bây giờ nó có như thế nào đi chăng nữa mà có cái này ra cái là ok hết không hóa chất gì là cũng bay hết không có mùi không có màu gì luôn mà bây giờ làm sao rồi bây giờ nhịn ăn thôi chứ làm sao trời ơi người ta nói mà khoai tươi á, khoai tươi mà để lâu á là cũng cũng Ngày xưa thí dụ như bỏ gầm giường á, mà còn cái nền đất thì khoai còn giữ được lâu. Còn bây giờ mẹ xi măng á, gạch đồ này kia không? Thành ra nhiều khi khoai nó còn nhanh hư hơn là sợi bún sợi phở. Và nói chung mấy cái chuyện này thì quý vị thấy trong Nam ngoài Bắc gì cũng vậy ha. Cái chuyện an toàn thực phẩm. Rồi bây giờ mình đang nói cái chuyện bán ngoài chợ nè. Thì bây giờ mình quay trở lại cái chuyện đó. Sở dĩ mà người ta ngại chợ truyền thống là bởi vì nhiều cái lý do nhưng mà có chắc gì quý vị chui vô siêu thị mà quý vị an toàn đâu? À, có chắc gì quý vị chui vô xài, chui chui vô siêu thị mà quý vị an toàn đâu nào? nãy giờ là kể sơ sơ một vài trường hợp cũng toàn mua đồ siêu thị về để cũng 5-7 ngày, có ôi thiêu gì đâu bún đấy. bây giờ nếu như mà có người mà mà mở ra những cái cơ sở sản xuất uh, bún phở tươi và sạch, thấy không? tức là um, cứ sáng sáng <laughs> đi mua về ăn ăn mà chiều tối ăn kịp uh, mở ra thấy có mùi liền nhưng mà cái bún sạch như vậy thì giá nó phải cao, nó cao không phải là bởi vì cái um, cái quy trình nó làm cái gì mà, mà 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 phức tạp rắc rối hơn không? cái giá nó cao là tại vì cái rủi ro cái 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 rủi ro về cái chuyện mà ví dụ như người ta sản xuất ra nhiều á mà người ta bán không kịp thì cái số lượng còn lại thì người ta đâu có dùng lại được tức là kêu là cái rủi ro về thất thoát mà thực sự mà nói cái tỷ lệ mà Việt Nam mình mà bị ung thư á, mà cao nhất thế giới thì thì cái tỷ lệ đó cũng đâu có gì đâu là lạ thằng tàu nó đầu độc mình ở đành rồi mình tự mình mình đầu độc mình cũng cũng vậy luôn không nhưng bây giờ vậy nếu như bây giờ mình ngồi đó mình đổ lỗi cho thằng tàu rồi mình đổ lỗi cho dân mình tham rồi ngu rồi ác rồi xấu rồi này nọ kia vậy thì cái nha cầm quyền này nó được lập ra để làm gì cái câu hỏi tôi là vậy đó con người mà con người mà phải không người ta sẽ bị những cái cám dỗ thù trong giặc ngoài lúc nào mà chẳng có tôi nói quý vị nghe nếu như mà cái xã hội này mà hoàn toàn có thể tin tưởng vào con người vào cái luật nhân quả đó thì người ta đâu có cần thiết phải ra đời cái chính phủ rồi cái luật pháp rồi đâu 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 cần ra đời cái 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 ngành tư pháp rồi để làm gì. Nếu như mà con người mà sống lại với nhau thành bầy đàn á và tự ai biết mình ấy đó thì người ta đâu có cần phải có luật lệ gì nữa.